Kỳ lạ, cây đi bộ mỗi năm di chuyển tới 20 mét. Socrates exorida, một loại cây mọc ở một vùng hẻo lánh của Ecuador, được cho là có thể đi bộ. Hệ thống rễ phức tạp của chúng đóng vai trò như những chiếc chân, giúp cây liên tục di chuyển về phía ánh sáng mặt trời khi chuyển mùa. Socrates exorida có thể cao tới 25 mét, với đường kính thân lên tới 16 cm. Những cây đi bộ này có thể di chuyển tới 2-3 cm mỗi ngày, tương đương 20 mét mỗi năm. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng đó thực sự là một điều đặc biệt đối với loài thực vật trên hành tinh của chúng ta. Những cây đi bộ ở Ecuador có bộ rễ cao hơn những cây khác, bắt đầu từ gần cuối thân của chúng. Điều này làm cho cây trông giống như một cây chổi đang đi thẳng đứng, hơn là một cái cây thực tế. Theo người dân địa phương, sở dĩ người ta đặt cho cây cái tên cây đi bộ, bởi chúng có thể di chuyển từ nơi bóng râm ra ánh sáng mặt trời bằng cách cắm rễ mới theo hướng nó muốn di chuyển, còn các rễ già sẽ từ từ bật lên, khô lại và mục đi.